Tháp Trưng Cất Rượu còn có tên gọi khác là tháp trưng cất đa tầng. Mỗi tầng như một nồi trưng cất với các ngưỡng nhiệt độ khác nhau, áp dụng công nghệ trưng cất phân đoạn, tạo điều kiện thuận lợi để tách các tạp chất, độc tố lẫn trong rượu dựa theo sự khác nhau về điểm sôi. Không như nồi nấu rượu truyền thống yêu cầu phải có kinh nghiệm để kiểm soát thời gian, nhiệt độ thì tháp trưng cất vận hành tự động hoàn toàn. Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì Hường sẽ review cho các bạn một thiết bị siêu siêu hot trong ngành sản xuất và chế biến rượu, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở các nước châu Âu. Đó chính là tháp trưng cất rượu 50kg trên mẻ 4 tầng loại tháp đồng. Trưng cất đa tầng tháp nên khả năng loại bỏ độc tố và các axit hữu cơ trong rượu của tháp trưng cất New Sun mang lại hiệu quả vượt trội. Rượu thành phẩm có độ tinh khiết cao mà không cần xử lý bằng các thiết bị lọc. Do đó nên thiết bị tháp trưng cất rượu của New Sun có thể trưng cất được đa dạng các sản phẩm rượu nồng độ mạnh, từ rượu của Việt Nam cho tới các loại rượu trên thế giới như vodka, gin, rum, whisky. Với kích thước khoang nấu lớn 70x70cm nên thiết bị có thể cung cấp 200 lít rượu tinh khiết chỉ sau từ 3 tới 4 giờ. Sở hữu một mức năng suất lớn như vậy nên thiết bị cực kỳ được ưa chuộng trong các cơ sở kinh doanh chế biến rượu chuyên nghiệp của quy mô vừa tới lớn. Nếu như thưởng thức loại rượu sản xuất từ nồi, các bạn sẽ thấy rượu thường hay bị chua, mùi men sống, có nhiều vần đục thì rượu từ tháp trưng cất sẽ không bao giờ có tình trạng này. Rượu được trưng cất có hương thơm sâu, đậm đà, uống êm mềm, không gằn sóc và cũng không bị đau đầu hay mệt mỏi sau mỗi lần uống. Tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt như vậy thì chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết hơn về cấu tạo của tháp trưng cất rượu nha. Tháp trưng cất rượu thì gồm 4 phần chính. Phần thân thiết bị là khoang chứa dịch lên men và gia nhiệt để bay hơi các chất, có cấu tạo khá giống với nồi nấu rượu Việt Nam, gồm khoang chứa bỗng dung tích chứa khoảng 270 lít, khoang gia nhiệt và khoang bảo ôn cách nhiệt. Khoang chứa bỗng ở phía trong cùng được làm từ 100% inox cao cấp 304, chịu nhiệt cực tốt và có độ bền cao, không lo hàn gì qua thời gian. Phần khoang gia nhiệt để chứa nước và được trang bị hệ thống thanh nhiệt chất lượng cao cũng làm từ inox 304, có tổng công suất lên tới 18kW, nên tốc độ đun sôi nước nhanh chóng lên tới 100 độ C. Nhiệt từ khoang nước sẽ truyền vào khoang chứa bỗng, làm dịch lên men nóng lên, đạt tới nhiệt độ bay hơi các hợp chất. Trong suốt quá trình vận hành thì thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có hiện tượng tăng giảm áp suất đột ngột gây cháy nổ hay móp méo nồi, do tháp được trang bị hệ thống cân bằng áp suất hoạt động ổn định, độ nhạy cao. Khoang bảo ôn cách nhiệt là lớp vỏ ngoài cùng của nồi trưng cất. Ngoài hai lớp inox 304 dày dặn, còn có lớp foam cách nhiệt ở giữa cho khả năng giữ nhiệt và cách nhiệt cực tốt, tiết kiệm lượng lớn nhiên liệu, tối ưu chi phí cho chúng ta, đồng thời đảm bảo an toàn cho bạn với lớp ngoài cùng không quá nóng. Phương pháp trưng cất cách thủy truyền nhiệt gián tiếp qua thành nồi giúp cơm rượu được đun sôi và bay hơi nhanh chóng. Hơn nữa, hệ thống ống sục khuấy đảo cơm rượu liên tục tránh hiện tượng khê khét, không làm hao hụt nguyên liệu và thúc đẩy quá trình nấu nhanh hơn. Bộ phận tiếp theo chính là cột trưng cất, sử dụng công nghệ hiện đại với cấu tạo gồm 4 tầng tháp. Mỗi tầng tháp có một đĩa luyện với các bóng khí được làm toàn bộ từ đồng. Đây chính là lý do giúp rượu thành phẩm của bạn thơm và trong hơn, không có hiện tượng vẩn đục do đồng sẽ khử lưu huỳnh phát sinh ra trong quá trình lên men. Phản ứng đó luôn xuyên suốt trong quá trình trưng cất, không chỉ với bóng khí bằng đồng mà toàn bộ chất liệu tháp trưng cất cũng làm từ đồng, nên hương vị rượu sẽ sắc nét, đậm đà và thơm ngon. Mỗi tầng tháp giống như một nồi trưng cất với các ngưỡng nhiệt độ khác nhau, do đó sẽ tách các tạp chất, axit và rượu nguyên chất một cách tối ưu nhất. Trên đỉnh tháp là bộ ngưng tụ sơ cấp được cung cấp nước mát nhằm ngưng tụ một phần hơi bay lên và cho hồi lưu trở lại khoang trưng cất thông qua đường ống hồi lưu. Như vậy thì rượu thành phẩm từ tháp trưng cất sẽ có độ rượu cao lên tới từ 80 tới 90 độ. Còn nếu như các bạn sử dụng nồi thì độ chỉ số độ rượu chỉ cao nhất lên tới 40 độ mà thôi, mà thành phẩm rượu từ tháp trưng lại còn đậm đà, sắc nét và tinh khiết nữa. Cấu tạo của bộ ngưng tụ gồm hệ thống ống inox thẳng đứng. Khi hỗn hợp khí đi vào ống sẽ được làm lạnh đột ngột và hóa lỏng, giúp ngưng tụ hơi rượu đã được luân hồi nhiều lần trong các tầng tháp. Bộ ngưng tụ kết hợp với cụm chi tiết để đo độ cồn giúp cho bạn hoàn toàn kiểm soát quá trình tách các tầng rượu khác nhau. Cuối cùng là phần hệ điều khiển của tháp. Nhiệt độ là một yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi nếu quá cao thì sẽ gây ra sự xáo trộn mạnh mẽ, khiến các chất bay hơi ồ ạt, do đó mà chúng ta sẽ khó để phân tách rượu đầu và rượu cuối.
Vì vậy mà tủ điều khiển tháp chứng cất rượu New Sun được thiết kế giúp cài đặt và kiểm soát nhiệt độ chính xác trong từng giai đoạn của quá trình chứng cất, bao gồm chế độ cài đặt thời gian, chế độ cài đặt nhiệt độ, công tắc nguồn, công tắc bật tắt thanh nhiệt, các đèn báo, hệ thống an toàn tự ngắt điện khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người dùng. Với đầy đủ các chế độ thông minh này thì tủ luôn đảm bảo nguồn nhiệt được tự động kiểm soát trong suốt quá trình chứng cất và nhiệt độ cũng được đảm bảo hoạt động theo đúng chế độ mà chúng ta đã cài đặt cho từng giai đoạn. Để đảm bảo chất lượng rượu thành phẩm được lọc tối ưu, nhanh chóng, tháp chứng cất có hai thanh nhiệt. Theo đó, tủ điều khiển thiết lập hai chương trình thông minh cho mỗi thanh nhiệt. Sau khi cài đặt thời gian, bật nút nguồn và bật công tắc cho thanh nhiệt đầu tiên, thanh nhiệt này sẽ vận hành đến khi hết thời gian bạn đã cài. Thanh nhiệt còn lại sẽ hoạt động tùy vào nhiệt độ bạn cài đặt. Thanh nhiệt ngưng ra nhiệt khi đạt tới nhiệt độ cài đặt và tự động làm nóng trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức cho phép. Do tháp chứng cất của New Sun có relay cảm biến, thiết kế này tiết kiệm điện đáng kể cho người dùng. Nếu các bạn thấy yêu thích sản phẩm này rồi thì đừng quên khi đặt mua tháp chứng cất rượu loại 50kg trên mẻ chất liệu đồng 4 tầng tháp của New Sun, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn tại thời điểm vàng. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10km tại các chi nhánh, cửa hàng, điện máy New Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn đừng quên để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy New Sun 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập vào website dienmayneusun.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất tại điện máy New Sun. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.